Đền Mẫu Hưng Yên tại phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Đền Mẫu thờ bà Dương Quý Phi, người đã tuấn tiết để giữ lòng trung thủy với vua và trung thành với Tổ quốc. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí và Thần Tích thì bà là vợ vua Tống Đế Bính Trung Quốc. Năm 1279, quân Nguyên Mông xâm lược nước Tống. Trước sức mạnh của giặc, vua Tống cùng hoàng tộc xuống thuyền chạy về phương Nam tránh nạn. Tướng nhà Nguyên Mông là Trương Hoàng Phạm đã truy đuổi đến Nhai Sơn thì bắt được. Vua Tống và một số phi tần không chịu khuất phục đã nhảy xuống biển tự tận. Dân trài cửa Càn Hải, vùng Châu Hoan, Nghệ An thấy bốn xác người phụ nữ y phục như hậu phi, cung phi trôi trên mặt biển. Họ vớt được ba xác đem chôn cất, còn xác thứ tư trôi ngược dòng lên phía bắc. Truyền rằng xác phụ nữ trôi ngược dòng đó ít ngày sau dạt vào cửa sông vùng Phố Hiến, được người dân ở nơi đây vớt lên mai táng chu đáo và lập miếu thờ. Về sau, quan thái giám họ Du đời Tống trong cơn loạn lạc đã lưu lạc đến vùng Xích Đằng, Phố Hiến. Một đêm nằm mộng thấy thái hậu hiện về nói: chị em ta nhảy xuống biển, thượng đế khen là chi tiết, phong cho làm hải thần. Các cửa biển ở Châu Hoan, Sơn Nam đều thuộc chị em ta cai quản. Ông là tôi con của bản triều, nay lưu lạc đất khách quê người, nên đến cửa Càn ở Hoan Châu thăm hỏi một lần, rồi đến thượng lưu Đằng Giang, hạ lưu Hoàng Giang, huyện Kim Động, phủ Khoái Châu, trấn Sơn Nam Thượng và phụng thờ Quý Phi. Tỉnh mộng, quan thái giám tìm đến hai nơi quả nhiên như lời đã báo mộng. Ông đã cùng nhân dân tu sửa lại miếu, lập làng Hoa Dương để tưởng nhớ đến Quý Phi họ Dương, người Trung Hoa. Khi thái giám này mất, dân làng tôn xưng làm Thành Hoàng Làng, thờ ở đình Hiến. Đời vua Trần Anh Tông, niên hiệu Hưng Long thứ hai, 1294, thân chinh đi đánh Chiêm Thành. Khi qua đây, mộng thấy thần nữ Dương Quý Phi đến xin âm phù giết giặc sau khi thắng trận trở về. Nhớ tới công lao đó của Quý Phi, nhà vua đã cho tôn tạo lại đền, miếu. Và một mặt, do bãi thuế các khu thuyền buôn, trích ra một phần cho việc phụng thờ. Người dân đi biển đến đây lễ bái cầu xin thuận buồm xuôi gió đều được như ý. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, đền Mẫu được xây dựng vào thời Trần Nhân Tông, niên hiệu Thiệu Bảo, 1279. Trải qua các triều đại, đền đều được trùng tu. Năm Thành Thái thứ 8, 1896, đền Mẫu được trùng tu lớn, có quy mô như ngày nay. Nghi môn của đền được xây dựng khá đẹp, kiến trúc kiểu chồng riêng hai tầng, tám mái, cửa xây vòng cuốn, có một cửa chính và hai cửa phụ. Trên vòng cuốn có bức đại tự ghi kiểu chữ Dương Thiên Hậu Tống Triều và bức chữ Hán Thiên Hạ Mẫu Nghi. Qua nghi môn là sân đền, giữa sân có cây cổ thụ. Theo truyền thuyết, cây có tuổi đời gần 700 năm, bao phủ toàn bộ ngôi đền. Hàng năm, lễ hội đền Mẫu diễn ra từ ngày 10 đến 15 tháng 3 âm lịch hàng năm. Từ ngày 10 tháng 3, lịch rước kiệu thánh từ đình Hiến lên đền Mẫu. Ngày 12 tổ chức rước du thành phố và ngày 15 rước kiệu thánh trở về đình Hiến. Đền Mẫu, một công trình kiến trúc thuần Việt, một di tích lịch sử văn hóa gần gũi với nhân dân,
đền thờ quý phi họ Dương. Đây là điểm khác biệt hiếm thấy trong các ngôi đền cổ của người Việt. Năm 1990, đền Mẫu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật. Bằng hộ bằng là các đại lương tôn là thần là bè.